Micro Karaoke Bluetooth Tuxin 016, giải pháp karaoke ưu việt nhất năm 2019. Tuxin vốn là thương hiệu nổi tiếng với các dòng sản phẩm Micro Karaoke Bluetooth, được nhiều các ca sĩ trải nghiệm và khuyến cáo tin dùng như là Akira Fan, Khởi My. Phiên bản micro mới nhất 2019 Tuxin 016 đang là sản phẩm gần như đi đầu cho các micro karaoke cầm tay hiện nay, với những nâng cấp toàn diện từ công suất lo khủng nhất lên đến 20W, hệ thống mic thu âm chuyên nghiệp hơn, mang lại chất lượng âm thanh từ thu lẫn phát hoàn hảo nhất có thể. Ngoài ra, micro còn trang bị các chế độ hát mới như là kết nối FM để hát với dàn loa xe hơi, kết nối hát 2 mic, Bluetooth lên đến chuẩn 4.2 cho chất lượng truyền tải nhanh hơn, vân vân. Và trong video này, ngoài mở hộp trải nghiệm chi tiết chiếc micro mới Tuxin 016 thì cũng sẽ có hát demo để các bạn biết được chất lượng thực tế như thế nào. Ngay bây giờ cùng đến với nội dung chính. Và ngay từ đầu chắc các bạn cũng không thể ngờ là chiếc micro được đặt trong một chiếc hộp chỉnh chu như thế này, thuận tiện để mang đi picnic dã ngoại hát ở ngoài trời. Bên trong có các miếng lót nỉ để chống sóc, bảo vệ tốt cho chiếc micro. Về phụ kiện đi kèm được đặt trong một chiếc hộp giấy gồm giấy hướng dẫn, một sợi cáp đầu USB và micro USB để sạc, một sợi cáp đầu micro USB và jack 3.5 để kết nối thủ công nguồn âm thanh hát karaoke. Và một phụ kiện nữa phải kể đến, đó là micro sẽ được gắn sẵn trong một phần đế để giúp có thể dễ dàng đặt đứng chiếc micro lên. Tuxin 016 sở hữu nhiều điểm mới và nâng cấp, mình sẽ lần lượt đề cập từ A đến Z. Và đầu tiên là vật liệu của phần vỏ, bao gồm nhựa ABS và hợp kim nhôm để mang đến sự chắc chắn nhưng vẫn đảm bảo trọng lượng nhẹ và có tính thẩm mỹ cao. Với thiết kế tuy đã khá là quen, nhưng nếu bạn để ý kỹ thì phần lo trên micro khá là to vì được trang bị công suất lên đến 20W. Đây là chiếc micro cầm tay được trang bị lo tốt nhất hiện nay, từ chất lượng âm cho đến công suất, nên mang lại cái chất âm thanh phát ra tốt hơn hẳn so với bất kỳ một chiếc micro nào tương tự trên thị trường. Kết hợp với phần lo là phần mic thu âm cũng được trang bị các hệ thống lọc âm tốt hơn, loại bỏ tạp âm, chuẩn hóa giọng ca sĩ cho các bạn, cùng với chip xử lý audio SDX cho âm thanh phát ra với chất lượng mượt mà, trong trẻo hơn. Các thiết bị âm thanh hơn kém nhau ở phần công nghệ này, các bạn nhớ lưu ý. Micro được trang bị Bluetooth lên đến chuẩn 4.2, giúp cải thiện nhiều về chất lượng truyền tải và tốc độ truyền tải. Gần như là không có độ trễ trong việc truyền tín hiệu âm thanh từ điện thoại, iPad lên loa của micro. Về các nút bấm và điều chỉnh thì trên micro trang bị khá là đầy đủ, gồm có nút điều chỉnh treble, nút điều chỉnh echo, độ vang cho giọng hát, nút điều chỉnh âm lượng của giọng hát, một nút chuyển đổi giữa các chế độ hát như là hát qua Bluetooth, hát qua cổng Line-in hoặc là phát nhạc với thẻ SD. Một chức năng mới trên Tuxin 016 đó là nút FM để mang lại các tính năng khá là hay, đó là kết nối với dàn loa hát ở trên xe hơi hoặc là kết nối với một micro khác để có thể hát cùng lúc hai micro. Phần FM này cũng khá là chuyên sâu nên mình sẽ làm một video sau để hướng dẫn cụ thể hơn. Tiếp tục về phần phím bấm, chúng ta còn có hai nút tăng giảm âm lượng của nhạc beat hát karaoke và kim luôn là nút chuyển tới lui bài hát. Một phím to tròn ở giữa là nút để mở nguồn cho thiết bị, kim luôn nút tạm dừng khi mà chơi nhạc. Ngoài các phím bấm thì chúng ta cũng có các khe cắm thẻ nhớ để hát nhạc, khe micro USB để sạc hoặc là nhận tín hiệu âm thanh, một jack 3.5mm để bạn kết nối với tai nghe hoặc là loa ngoài. Trang bị pin pin với dung lượng lên đến 2000mAh, Tuxin 016 cho bạn thoải mái ca hát trong liên tục từ khoảng 2 đến 4 giờ, tùy thuộc vào mức độ âm lượng và thể loại nhạc mà bạn hát. Tiến vào trải nghiệm thực tế thì micro với các đường cắt diamond trông khá là sang trọng, cùng với cái RAM màu sáng nên nhìn rất là đẹp và hiện đại. Cảm giác cầm nắm trên tay cũng khá là đầm và không quá nặng nên bạn không bị mỏi tay kể cả hát trong thời gian dài. Các tính năng về FM để hát với dàn loa xe hơi hoặc là hát 2 mic mình sẽ trải nghiệm cụ thể ở video sau. Và ngay bây giờ sẽ là phần hát demo. Và đầu tiên trong phần trải nghiệm thì mình sẽ tiến hành mở cái micro này lên. Các bạn sẽ giữ phím nguồn từ 2 đến 3 giây để mở micro. Và khi mở micro thì nó sẽ có cái tiếng chào của cái thương hiệu Tuxin. Ngoài ra thì khi mà mở micro thì nó sẽ mặc định hát ở chế độ Bluetooth. Hello Tuxin. The Bluetooth is ready to pair.
thì nó vừa báo là Bluetooth đã sẵn sàng để kết nối. Nếu như các bạn đã kết nối với cái thiết bị trước đó thì nó cũng sẽ tự động kết nối luôn. Khi mà thiết bị chúng ta bật Bluetooth lên thì nó sẽ tự động kết nối, không phải kết nối lại, rất là tiện lợi. Nếu như mà lần đầu kết nối thì các bạn sẽ chọn thiết bị Bluetooth tên là Tusin 016, chỉ cần chọn vào thôi, mà kết nối sẽ là tự động. The Bluetooth is connected successfully. À rồi, sau khi mà có cái tiếng thông báo là kết nối thành công đó, successfully, thì các bạn có thể là vào YouTube để mà chọn những cái bài hát yêu thích của mình rồi hát thôi. Alo, 1 2 3 4, đây là cái giọng thiệt của mình khi mà chưa có micro nha. Giờ mình sẽ nói với micro. Alo, 1 2 3 4. Với cái hệ thống lo mà lên đến là 20W, nhưng âm thanh của chúng ta được khuếch đại lên rất là cao. Và hai cái lo này nó làm việc, nói chung là mình thấy là rất là hiệu quả và công suất rất là lớn. Nên gần như cái không gian phòng như thế này á, thì nó cái tiếng của mình có thể là bao quát và rõ luôn trong cái phòng này. Thì mình cũng đã test nhiều cái mic rồi trong cái không gian phòng giới hạn như thế này. Thì mình đã test nhiều loại mic rồi. Đây gần như là cái mic mà hát to nhất nè, cái âm lượng nó khỏe nhất và cái giọng của mình nó cũng sẽ ấm hơn so với những cái micro khác. Rồi, thì đó là cái trải nghiệm sơ bộ. Rồi bây giờ mình sẽ hát một vài bài để các bạn có thể là biết được cái trải nghiệm thực tế của nó khi mà hát thì sẽ như thế nào. Hello. Một mùa thu đã qua đi, em đâu hay biến thu tàn, mà lòng còn đắm say vui với ai. Có những lúc anh ước mơ, mà đôi chúng ta không rời. Trong cơn say em vội vàng đã lãng quên, và rồi em đã quên đi, quên đi câu nói hơn nào. Nhìn cuộc tình ngắn ngỡ như lá rơi. Nếu lúc trước em nói ra anh không xót xa đêm về, anh mong tia nắng ấm và lãng quên chiều thu. Cái âm lượng của nó như thế nào ha, cái giọng như thế nào. Bass chép đánh rất là ổn và cái giọng hát phải nói là nó rất là, nó hút cái mic này nè, nó thu rất là nhạy. Những cái mic thường thì các bạn sẽ phải để rất là sát các bạn mới hát được, thì cái mic này các bạn để gần gần thôi là đã thu rồi, không? Ví dụ là alo 1 2, khoảng cách rất là xa luôn đã thu được rồi. Còn những cái mic kia các bạn phải để đúng chỗ và các bạn cũng phải để gần thì nó mới thu được nhiều. Điều em còn nhớ
tầm tay. Nghe không? Hát rất là ok, nghe không? Thực sự cái chất giọng của mình không có hợp để mà hát những cái dòng nhạc sớm như thế này. Nhưng mà với cái mic này nó kéo thì mình vẫn có thể hát được, nâng được những cái khoảng mà mình chưa đủ nhưng mà lại nâng lại đủ ha. Sử dụng những cái ưu thế của cái mic thu á để mà mình hát được cái bài này. Rồi bây giờ sẽ thử một cái bài nhạc remix ha, để cho các bạn nghe được những cái âm bass chép kỹ hơn. Mình thì ít hát nhạc remix lắm. Đời khi chắc khi đêm cười vui mãi đó, nhưng giờ cũng chẳng hề quen. Gặp thì người thơ ơ, làm như chẳng biết bao giờ. Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không. Giàu thì nhiều người theo, quen yêu trong vắng thì nghèo. Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay. Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời. Trong bóng đêm chập chung ngồi một mình tôi. Suốt cả đời này biết mấy ai thân. Nhiều đêm thức giấc ngơ ngàn nhớ người tình nhân. Còn gì để tặng nhau một khi lá đã đổi màu. Tình nghĩa mãi đem về trong lòng nguyện sâu. Ok, với những cái trải nghiệm cơ bản vừa rồi của mình á, thì mong rằng bạn có thể biết được phần nào cái chất lượng của âm thanh nó hát sẽ ra sao với cái micro Tosin 016. Thì với cái việc mà mình hát trong cái phòng như thế này và thu lại á, thì nó không phản ánh được cái mức độ lớn nhỏ. Tại vì các bạn mà có mặt thực tế các bạn mới biết được. Tại vì cái này nó thu vào cái máy quay nữa, nên chất lượng nó sẽ bị lệch đi phần nào. Thì các bạn có thể là đến trực tiếp showroom các bạn test thì nó sẽ biết được cái âm thanh thực tế nó tốt hơn. Ở đây thì mình demo để những bạn nào mà không có điều kiện đến showroom á, hay là mua hàng ở xa á, thì vẫn có thể biết được cái mic thực tế nó hát như thế nào. Không bằng thực tế nhưng mà cơ bản phần nào cũng biết được ha. Và vừa rồi là những trải nghiệm của mình về micro Tosin 016, đang là một trong những micro karaoke đáng lựa chọn nhất trên thị trường bởi sở hữu những nâng cấp mới nhất để đảm bảo có một chất lượng karaoke tốt nhất có thể. Sản phẩm đang được phân phối chính hãng và bảo hành 6 tháng tại đẳng cấp Digital ở số 24 Rạch Bồng Binh, phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0907998838. Sản phẩm có hỗ trợ giao hàng ở xa, ship CD toàn quốc, thanh toán tận nhà. Liên mua hàng ngay bên dưới phần mô tả của video này. Mua micro các bạn còn được lời với cái hộp phải không? Cái hộp nhìn rất là sang trọng. Mua về các bạn để vàng, để tiền gì cũng được. Nhìn sang lắm, y như cái rương mà để vàng hồi xưa vậy. Rồi, ok.